Thủ tướng Campuchia Hun Sen, một người đam mê đồng hồ xa xỉ, sẽ tặng cho các nhà lãnh đạo thế giới những chiếc đồng hồ sang trọng do Campuchia sản xuất làm quà lưu niệm tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trước đó vào chiều tối ngày 7 tháng 11, các mẫu đồng hồ mang thương hiệu ASEAN đã được ông Hun Sen hé lộ trong một bài đăng trên Facebook. Người xem có thể thấy cận cảnh mặt đồng hồ màu be với kim mũi tên bằng vàng, vỏ trong suốt cùng dây đeo bằng da màu nâu sang trọng. Bên trên có in nổi dòng chữ ASEAN Campuchia 2022 và chắc chắn chiếc đồng hồ này được sản xuất tại Campuchia. Mặc dù được sản xuất trong nước nhưng giá của chiếc đồng hồ này vẫn chưa được công khai. Thật vinh dự khi Thủ tướng với tư cách là Chủ tịch ASEAN có ý tưởng này. Đồng hồ được sản xuất tại Campuchia, nó thực sự đại diện cho đất nước của chúng tôi. Những món quà này dành cho các nhà lãnh đạo trong hội nghị cấp cao ASEAN, cho thấy rằng Campuchia có thể làm được và phần nào khẳng định sự phát triển của quốc gia chúng tôi. Hồi tháng 10, trong một cuộc nói chuyện với sinh viên Campuchia, ông Hun Sen tiết lộ nước này sẽ sản xuất 25 đồng hồ ASEAN phiên bản giới hạn để tặng cho các lãnh đạo thế giới đến dự chuỗi hội nghị ASEAN. Những chiếc đồng hồ này được chế tác và lắp ráp bởi những kỹ thuật viên lành nghề người Campuchia. Đây là minh chứng cho sự phát triển về khoa học công nghệ của Campuchia. Quả đúng là như vậy, các bánh răng bên trong của đồng hồ được chạm khắc rất tinh xảo với tourbillon và 25 viên đá quý cùng tên nhà sản xuất Campuchia, Prince Horology. Tôi thích điều này. Tôi nghĩ đây là một điều tuyệt vời cho thấy sự phát triển của Campuchia. Nó đã thể hiện Campuchia là một quốc gia có nền kinh tế trẻ. Người Campuchia hiện đang khởi nghiệp với tư cách là doanh nhân. Họ còn trẻ, họ có nhiều khát khao. Vì vậy, bạn đang thấy nhiều sản phẩm hiện đại hơn, được quốc tế hóa, rất sáng tạo và đổi mới, với sự kết hợp thực tế của di sản truyền thống và các khái niệm lịch sử. Một chuyên gia cho biết, thông qua các bức ảnh và video về chiếc đồng hồ ASEAN phiên bản giới hạn do Campuchia sản xuất, có thể ước tính giá sẽ rơi vào khoảng 6 con số, bởi chiếc đồng hồ sang trọng được làm rất tỉ mỉ và công phu. Trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen cho biết sẽ đeo đồng hồ tới các hội nghị thượng đỉnh lớn sắp tới vào tháng 11, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh Đông Á cùng sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Bali của Indonesia, và Hội nghị Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị cấp cao hợp tác APEC tại Bangkok. Ngoài hình ảnh về chiếc đồng hồ được đăng tải trên mạng xã hội, Văn phòng Thủ tướng đã không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về thông tin chiếc đồng hồ và nhà sản xuất Prince Horology.